Rồi, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay nhận được cái máy của ông anh gửi tới ở An Giang. À, ở An Giang. Quý An Giang gửi tới. Bây giờ mình nâng cấp cái dung lượng ổ cứng để mình khui ra nha. Đang quay clip cho anh đó anh coi luôn. Cái này cho bạn coi. Nó rất ngon. Rất kia luôn hả ta? Ngày trời đang mưa nữa, ông mà thông cảm nha. Đây, má lên ngon rồi nè. Đây, để mình tí mình xin được cái mặt hậu á. Rồi, ok, má ổn ngon nha. Rồi, chào mừng anh em quay trở lại nha. Đây là cái má ngày hôm qua. Ha. Rồi. Đây, anh em coi cái số seri nè. 64 ghi nha. Đây. Em để ý nè, để ý nè. Cái số seri nha, F1KW nè. Giờ mình nâng lên ổ 256 luôn nha, cao cứng 256 nè. Mình đã nạp sẵn thông tin vô đây rồi. Giờ mình việc tháo cái máy ra, đục cao cứng cũ ra và đóng cao cứng này vô và ráp to lại là xong. Người chờ đâu mình sẽ đào cái firmware về trước để hỏi xong có cái mà chạy. Đào firmware này cũng hơi lâu. Bây giờ mình sẽ tháo máy ra nha. Đây, mình dùng cái miếng giấy từ để nhớ vị trí ốc không phải bị lộn nữa.
an toàn hơn. Này cái mình ở dưới tầng 6 2020. Nó có giấy tờ mình để một cái ý chí mình nhớ nha, đừng có bị nó bắt thiếu bắt dư không. Mình sẽ cạo keo và đục con đục ốc cứng ra nha. Rồi, mình chụp lại cái tấm hình kia. Này cho một cứng thai hành lạnh của ta mũi thông không rồi cho nó cứng thai rồi không không rồi để mình đục cái ổ này ra nha. Hào cứng rồi, hệ thống không? Người ta cũng sao nhờ nó phục nó dơ bà cố luôn mà nó hôi nữa. Ướt chân lùm lum
coi sơ đồ coi. Cắn. Ok. Mình sẽ hút cái chì cũ này ra. Xin cái nhựa thông này đi, xài nhựa thông cục dơ quá trời. Keo cũng dọn không sạch nữa nè, không dọn keo luôn. Dọn keo gắn luôn. Máy này là do lúc trước đã có thay ổ rồi nha, người trước người ta đục ra nè, xin trắng đứt quá trời luôn, mà không biết có chừng nào còn sử dụng không. Giờ mình thấy là mình coi lại sơ đồ thôi.
đứt một chân. Các bạn chờ mình tí nha, mình câu cho mình quay lại nha. Rồi giờ tiếp tục nha, để này qua bên, giờ mình làm chân cái ổ cứng mình đóng lại, rét to nó là xong. Giờ mình sẽ đóng vào nha.
ba cái nhựa thùng này. Rồi giờ mình sẽ gắn vô và ráp to lại nha. Thay ổ mới vô thì bây giờ thay ổ cứng mới vô cắm máy tính này, tôi sẽ nhận DFU nha. Chưa có tháp nha, mình chỉ gắn dây vô để mình chạy thử thôi, chạy cho nó lên nguồn thôi, sau đó mình mới ráp cho mình test full chức năng, mình mới ráp máy mình giao khách nha. Và chủ yếu là mình ráp vô cái cụm để mình chạy mềm thôi. Nếu clip thấy hay thì cho mình xin một like, một chia sẻ nha. Và nhớ nhấn đăng ký nha. Đăng ký xong bấm vào quả chuông để khi mình ra clip mới, YouTube nó sẽ thông báo cho các bạn nha. Mình mở cái tuôn lên. Chuyển cái file nó qua đó. Cắm vô đã nhận DFU. Đang dò ra coi. Đây, cái dò xong rồi nè, cái này copy nó hơi lâu. Thì máy nó nhận DFU rồi nha. Mình ráp to thôi. Giờ nó rất to nha. Đây thì giờ nén sắp xong rồi. Đây nén sắp xong rồi. Đây một hồi tới lúc mà lên táo để mình quay cho bạn coi nha. Cái này thấy nó rất to hay lâu. Chuyển qua bầu mình để to thử nha.
Chào các bạn, trở lại. Hôm qua cái này nâng cấp bao cứng nè, báo lỗi 21 nè, hành mình qua này hai mấy cái ổ luôn. Cuối cùng là do thứ nhất là cái bao tua nó lỗi, thứ hai là cái máy nó bị lỗi con U2, đóng ổ nào vô cũng báo lỗi hết á. Chạy lên táo tuy nhiên không nhận ổ cứng vậy, màn hình nó màu đen, nó lên táo mà cái nền đen, không nhận ổ cứng. Nó nhận ổ cứng rồi bây giờ nó lên nền trắng, nó lên thanh chạy được rồi nè, ok rồi nè, thay con U2 rồi. Quá trình này chạy hơi lâu nha, để khi chạy xong mình quay tiếp cho các bạn coi nha. Rồi máy đã chạy xong rồi nha, nó lên nguồn rồi nha. Ok, sẽ đi vô thử, không biết thông tin viết chưa nữa, đi vô thử coi. Rồi, chưa nạp thông tin nha, để mình nạp thông tin mình chạy lại nữa nha. Sau khi mình nổi thông tin mình chạy lại nha, bây giờ mình đặt tiêu lại nha. Ăn cơm hay là bốc cước này giờ lúc này nha. Ok, xong luôn, tôi đang cầm rồi. Đây, giờ mình vô mình cho các bạn coi lại cái số series này nha. Đây coi đây, so với số ngày qua hồi lúc đầu clip nha. Rồi ok, đây dòng lượng 256, ok nha. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video clip sau. Nếu thấy hay nhớ nhấn like và nhấn nút subscribe cho mình nha. Nhớ đăng ký, nhớ bấm nút quả chuông nha, để khi mình ra clip mới YouTube sẽ thông báo cho các bạn. Rồi xin chào các bạn, hẹn gặp lại.